về nhà chưa? Dạ. Nhưng mà mình chưa có xong nhiều thôi. Ê, nhưng mà hả? Trời, thế hôm nay mẹ tớ mới thử nghe tớ 2-3 cục Rubik luôn. Ôi, bộ này dễ thương quá nhỏ. Chơi chung nha. Cậu thích bộ nào? Cái bộ này. Cậu thấy đây có bộ dạo quang rất là đẹp luôn á nha. Thì hai cái cục này khác nhau nha các bạn. Cái cục này là combo. Cái combo thêm một cục nhỏ nữa. Đây, bây giờ mình bắt đầu gỡ nha. Ô, mình thích cái bộ này à. Nhưng mà chơi chung nha. Biết rồi. Bạn cho mình cái bộ này đúng không? Thì mình sẽ cho bạn cái này nè. Cái gì vậy? Cô mập nữ mới nhất luôn á hả? Mình á, mẹ mình kiếm mãi cái nhà sách mà cũng không có. Khoan bạn, mà nãy giờ mình nghe cái tiếng gì á? Tiếng nó móc khóa luôn các bạn. Nó nghe gì đâu? Bạn đang cầm gì nè? Đâu cầm gì đâu. Cậu thì cái này là hơi mời á. Mình thấy cái này có nhiều mấy 50 rồi, cái này tới 90 luôn á. Mình cho bạn thấy khóa là mình lỗ rồi. Thôi bạn đọc chuyện đi, chuyện này dài hay lắm á. Nhưng mà mình thích nó khá. Đổi cho mình đi. Ừ, mình nữa thích quá. Mình cho bạn một khá thôi nha. Nè bạn chọn cái nào? Mình chỉ có đem vô đây thôi. Cái nào cũng đẹp hết dạ. Vậy mình chọn cái này nha. Này là Cambodia đúng không các bạn? Cambodia là Campuchia. Mình khôn quá. Cái này mình hơn lên lên lên. Cái này cũng vui nè. Cửa này sao co? Mình vui và vui. Ây da, nó cứng các bạn ơi. Cái cục Rubik mình đang sẽ là 3x3 nha. Ây da, nó đang đây nè. Ủa, sai, sai đâu. Thế nên gỡ có cục nha, mình thêm cục nữa nè. Yeah, cho mình mượn cục nhỏ chứ Bi. Ôi, mình cũng mượn mà. Ủa, sao chứ nhỉ? Má, nó chỉ được nè. Cái cứng, thôi cứng thôi. Các bạn chơi là lâu lâu nó sẽ mềm nhăn giống như vậy nè. Nó sẽ mềm. Còn cái cục này cứng quá à. Dễ hơn à. Có rồi mềm. Bạn làm sao vậy? Bạn không có biết chơi Rubik, bạn chỉ mình được không? Cái này mình tự chế biến cho nên gì. Mà mấy bạn con trai bạn chơi giỏi chơi lắm á. Mấy bạn tới 24 giờ mình xì 3 giờ. Đây. Ta-da. Chơi nha. Giờ đây. Dòng số